Sau cận cảnh quyền trượng của dàn hoa hậu nhà sen vàng, Mai Phương giàu ý nghĩa, Đỗ Thị Hà được xem là chuẩn mực của Tiểu Vy lại gây tranh cãi, bị fan sắc đẹp chê không khác gì gậy biến hình. Quyền trượng của nhan sắc và lòng nhân ái đã thuộc về Trần Tiểu Vy. Ủa, nó lạ lắm. Bên cạnh chiếc vương miện danh giá, thì quyền trượng cũng là vật phẩm quan trọng mà những tân hoa hậu nhà sen vàng sẽ nhận được khi đăng quang ngôi vị cao nhất. Mỗi mùa hoa hậu đều theo một chủ đề riêng và quyền trượng cũng sẽ được thay đổi thiết kế để mang đến một ý nghĩa phù hợp. Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022, Mai Phương đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện cùng quyền trượng được thiết kế theo chủ đề sức sống Việt Nam. Được biết, chiếc quyền trượng năm nay lấy cảm hứng từ mây tre đan với ý nghĩa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, luôn vươn mình về phía trước. Quyền trượng mang màu xanh bắt và còn có một viên đá quý khá to làm điểm nhấn. Nhìn chung, có thể thấy vật phẩm năm 2022 có thiết kế khá đơn giản nhưng vừa đủ nổi bật với sự kết hợp khéo léo giữa nét truyền thống và hiện đại. Đỗ Thị Hà quả thật may mắn khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Bởi lẽ, chiếc quyền trượng của cuộc thi năm đó vẫn thường được những fan sắc đẹp xem là tinh tế và chuẩn mực nhất trong tất cả các mùa hoa hậu. Phiên bản của Đỗ Thị Hà có thiết kế thanh mảnh với phần đầu được chế tác tinh xảo, mang đến nét uy nghi nhưng vẫn giữ được độ uyển chuyển và mềm mại. Ngoài ra, chiếc trượng năm 2020 còn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi độ đầu tư. Bạn biết không, vật phẩm này được mạ vàng 24K sáng lấp lánh và còn đính thêm tận 44 viên đá quý đấy. Lương Thùy Linh, quyền trượng của Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019, Lương Thùy Linh còn có thiết kế trông đơn giản hơn cả vật phẩm của Mai Phương, khi toàn bộ phần thân trượng hoàn toàn không đính kết thêm vật trang trí gì, chỉ có phần đỉnh và đuôi là được gia công nhiều chi tiết. Cũng chính vì thế mà quyền trượng năm 2019 trông có phần mạnh mẽ hơn hẳn. Được biết, chiếc trượng được làm từ inox, mạ bạc và xanh coban. Đặc biệt, phiên bản này được điểm xuyến đến 83 viên đá quý và còn có một viên pha lê tận 35 ly ở giữa làm điểm nhấn. Nhìn sơ qua, chiếc trượng trông bình thường thế thôi, chứ thực ra từng chi tiết cực kỳ nhỏ trên nó đều phải dùng đến kỹ thuật cao và gia công trong hàng giờ liền. Trần Tiểu Vy cũng là quyền trượng, nhưng món đồ mà Trần Tiểu Vy nhận được khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 thì nó lạ lắm. Còn nhớ năm đó, các fan sắc đẹp đã đồng loạt tức dùng Tiểu Vy khi nàng hậu phải nhận về phiên bản quyền trượng quá tối giản. Có thể thấy, item mà Tiểu Vy cầm hoàn toàn không có điểm nhấn, nếu không nói thẳng là trông rất sơ sài. Đồng ý là không phải lúc nào cồng kềnh, phức tạp cũng tốt, nhưng đã là quyền trượng thì cũng cần có một độ lộng lẫy và trang trọng nhất định trong thiết kế. Trượng mà Tiểu Vy nhận được năm đó chẳng những không toát lên cốt cách của một quyền trượng mà còn khiến khán giả phải cười bò vì trông chẳng khác gì cây gậy mà thủy thủ mặt trăng dùng để biến hình. Quyền trượng của cô nàng sau đó còn gây bão mạng xã hội vì những bức ảnh chế nữa đấy. Tuy nhiên thực tế, chiếc quyền trượng này được đầu tư với con số chẳng nhỏ tí nào, bởi lẽ trên đỉnh của món đồ này có tận 8 viên kim cương lấp lánh và ở vị trí cao nhất là kim cương 13 ly. Đáng tiếc là thiết kế của quyền trượng lại không giúp những chi tiết đắt giá này phát huy hiệu quả. Kỳ duyên. Trái ngược với trường hợp của Tiểu Vy, phiên bản quyền trượng mà Kỳ Duyên nhận được khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 lại có thiết kế quá ố dề. Có lẽ vì quá tham lam chi tiết mà item năm đó trở nên thô kệch, rối mắt. Thậm chí, khi nhìn sơ qua, nhiều khán giả còn tưởng đây là một chiếc cốc. Nhìn chung, quyền trượng của mỗi nàng hậu đều có sự đầu tư và mang những ý nghĩa nhất định. Thiết kế của nó cũng có sự cải thiện rõ rệt khi từ những kiểu ố dề, to tướng, nhà sen vàng đã biết khéo léo tạo nên những vật phẩm tinh tế hơn, song vẫn giữ được nét tôn nghiêm, uy lực cần có.